Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Kẻ nào nói có hai quốc gia trên đất nước Việt Nam giai đoạn 1955-1975 là những kẻ ngu dốt về lịch sử, chính trị và pháp luật, hoặc là kẻ phản động cố tình nói láo xuyên tạc lịch sử. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết những kẻ phản động cố tình nói láo xuyên tạc lịch sử bài viết của Võ Công Tâm. Về phương diện công pháp quốc tế, thì một chủ thể được xem là quốc gia khi có đầy đủ các yếu tố sau, lãnh thổ, dân cư và có chính quyền. Chủ thể Việt Nam Cộng Hòa thành lập năm 1955 không phải là một quốc gia. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956 và 1967 đều xác định lãnh thổ của mình từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quang và Việt Nam là một nước không thể phân chia. Chủ thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập năm 1945 là một quốc gia thành lập chính thức chính phủ năm 1946. Chủ thể này ra đời trước chủ thể Việt Nam Cộng Hòa đến 10 năm. Hiến pháp cũng xác định lãnh thổ của mình từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quang. Việt Nam là một khối thống nhất ba miền Trung Nam Bắc không thể phân chia. Nói Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thì trên một lãnh thổ đất nước Việt Nam từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quang có hai quốc gia Việt Nam à, có hai nước Việt Nam à, đúng là ngu, chịu không nổi. Hiệp định Geneva năm 1954 nói rõ vĩ tuyến 17 không được hiểu là danh giới lãnh thổ mà chỉ là danh giới tạm thời để tập kết lực lượng quân sự của Việt Minh về phía bắc vĩ tuyến 17 và lực lượng quân sự của Pháp cùng lực lượng người Việt đi theo Pháp về phía nam vĩ tuyến 17 để chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956 có quốc tế giám sát. Hiệp định Paris năm 1973 ghi rõ Hoa Kỳ và tất cả các nước tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đã được Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam công nhận. Vậy kẻ nào dám nói quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam? Quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc? Lại một cái ngu lịch sử và không biết đọc, phân tích văn bản mang tính pháp lý. Mỹ nhảy vào thay chân Pháp lập ra chính quyền tay sai Việt Nam Cộng Hòa năm 1955 để phục vụ cho mưu đồ chống cộng của nó. Cự tuyệt không chịu tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956 theo hiệp định Geneva, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam làm hai miền. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa được thành lập không thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu trong cả nước nên là một chính phủ không có chính danh, vi hiến và bất hợp pháp với người dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập thông qua bầu cử Quốc hội phổ thông đầu phiếu trong cả nước ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc vào tháng 1 năm 1946, cụ Hồ Chí Minh được Quốc hội bầu làm chủ tịch chính phủ. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chính phủ có chính danh, hợp pháp, hợp hiến duy nhất của quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975. Chính phủ quốc gia Việt Nam do Pháp dựng lên năm 1949 để làm tay sai cho họ trong giai đoạn Pháp xâm lược trở lại Việt Nam 1945-1954 chính phủ được thành lập không thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu trong cả nước, vì vậy nó cũng là một chính phủ không có chính danh, vi hiến và bất hợp pháp. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1969 ở miền Nam chỉ là hình thức và là một giải pháp chính trị khôn khéo để đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tuy về hình thức là hai nhưng thực chất chỉ là một. Các nội dung căn bản về lịch sử thành lập các chính phủ ở một nước Việt Nam hay còn gọi là một quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975 là như vậy. Trong ba chính phủ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1945, Quốc gia Việt Nam 1949, Việt Nam Cộng Hòa 1955 thì chỉ có duy nhất một chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có chính danh hợp hiến và hợp pháp trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam từ mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan. Hai chính phủ còn lại là không chính danh, vi hiến và bất hợp pháp. Kết luận, kẻ nào nói có hai quốc gia trên đất nước Việt Nam giai đoạn 1955-1975 là những kẻ ngu dốt về lịch sử, chính trị và pháp luật hoặc là kẻ phản động cố tình nói láo, xuyên tạc lịch sử trên một lãnh thổ một đất nước Việt Nam từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quang mà có hai quốc gia à. Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia có lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào à. Theo văn bản pháp luật nào, trưng ra đây. Đến những kẻ đứng đầu cái gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam như quốc trưởng Bảo Đại, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như Tổng thống Ngô Đình Diệp còn không dám nói có hai quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, thì cái đám chống cộng cờ vàng ba sọc là ranh con, hàng con cháu của mấy ổng đang ở hải ngoại bây giờ dám ăn nói bố láo xuyên tạc lịch sử như vậy hả